Bài 35 tương ứng với phần 7 bài 21 quyển 2. Đầu tiên là từ xuất phát. Chu pha. Chu. Chu. Pha. Pha. Chu pha. Chu pha. Mấy giờ xuất phát? Chí điển chu pha. Chí điển chu pha. Ngày kia xuất phát. Hậu thiên chu pha. Hậu thiên chu pha. Lúc nào xuất phát? Sớm mất sở hậu chu pha. Sớm mất sở hậu chu pha. Ngày mai mấy giờ xuất phát ạ? Mình thiên sớm mất sở hậu chu pha. Mình thiên sớm mất sở hậu chu pha. Bây giờ là cách nói trước lầu, trước tòa nhà. Lấu chén. Lấu. Lấu. Chén. Chén. Lấu chén. Lấu chén. Nguyên văn là lầu trước. Ở trước tòa nhà. Tại lấu chén. Tại lấu chén. Ở trước tòa nhà đợi người. Tại lấu chén tầng rấn. Tại lấu chén tầng rấn. 7 giờ sáng mai ở trước tòa nhà. Mình thiên giáo sảng 7 điểm tại lấu chén. Mình thiên giáo sảng 7 điểm tại lấu chén. Hãy hỏi lại, ngày mai lúc nào xuất phát ạ? Mình thiên sớm mất sở hậu chu pha. Mình thiên sớm mất sở hậu chu pha. 7 giờ sáng mai ở trước tòa nhà. Mình thiên giáo sảng 7 điểm tại lấu chén. Mình thiên giáo sảng 7 điểm tại lấu chén. Tập hợp. Chí hứa. Chí. Chí. Hứa. Hứa. Chí hứa. Chí hứa. Mấy giờ cần tập hợp, mấy giờ phải tập hợp? Chí điển yào chí hứa. Chí điển yào chí hứa. Bây giờ phải tập hợp. Hiện tại yào chí hứa. Hiện tại yào chí hứa. Tập hợp ở đâu? Nguyên văn là ở đâu tập hợp? Tại nào chí hứa? Tại nào chí hứa? Tập hợp ở trước tòa nhà. Tại lầu chén chí hứa. Tại lầu chén chí hứa. Ngày mai lúc nào xuất phát? 明天什么时候出发? 明天什么时候出发? 7 giờ sáng mai. 明天早上7点. 明天早上7点. Tập hợp trước tòa nhà. 在楼前集合. 在楼前集合. Lên xe, hãy nghe và nhắc lại.
上车。上上车车上车上车 Lên xe đi 上车吧上车吧 Tập hợp lên xe 集合上车集合上车 Tập hợp lên xe ở trước tòa nhà在楼前集合上车在楼前集合上车 Hãy nhắc lại mai lúc nào xuất phát 明天什么时候出发明天什么时候出发 Bây giờ sáng mai 明天早上七点Tập hợp lên xe ở trước tòa nhà. 在楼前集合上车。在楼前集合上车。Bây giờ là một cái nói khác của 15 phút. Nguyên văn là một khắc. 一刻。一。一。刻。刻。一刻一刻 Thực tế cách này bây giờ rất ít dùng Thường chỉ nói 15 phút 15 phân là được Bây giờ một khắc 七点一刻七点一刻 Đúng giờ, 准时准时准准时时准时准时 trong đó từ chuẩn đã học trong chuẩn bị chuẩn bị 时 đã học trong có lúc 有时候 rất đúng giờ 很准时很准时。đúng giờ xuất phát. 准时出发。准时出发。bây giờ một khắc đúng giờ xuất phát. 七点一刻准时出发。七点一刻准时出发。Mai lúc nào xuất phát? 明天什么时候出发? 明天什么时候出发? Bây giờ sáng mai. 明天早上七点. Tập hợp lên xe ở trước tòa nhà.在楼前集合上车。在楼前集合上车。Bây giờ một khắc, đúng giờ xuất phát. 七点一刻准时出发。Buổi trưa có về không ạ?中午回来吗中午回来吗 Ở đây dùng 回来 để chỉ phương hướng hướng về phía người nói là quay trở lại vị trí bây giờ. Không về. 不回来。不回来。Bây giờ là từ đem, dẫn. Tải. Tải.Đem cơm trưa, mang cơm trưa. Tại ủ phản. Đem cơm tối.
Tài hoán phản. Tài hoán phản. Đêm cơm sáng. Tài giáo phản. Tài giáo phản. Phải đem cơm trưa. Yào tài ủ phản. Yào tài ủ phản. Không về, phải đem cơm trưa. Bù khuế lại, yào tài ủ phản. Bù khuế lại, yào tài ủ phản. Bây giờ hãy nhắc lại một lần nữa. Ngày mai lúc nào xuất phát ạ? Mình thiên sớm mất sở hữu phá. Bây giờ sáng mai. Mình thiên giáo sáng 7 điểm. Tập hợp lên xe ở trước tòa nhà. Tại lầu chén chí hợp sáng chơ. Tại lầu chén chí hợp sáng chơ. Bây giờ một khắc đúng giờ xuất phát. 7 điểm 1 khắc chuẩn sĩ xuất phát. 7 điểm 1 khắc chuẩn sĩ xuất phát. Buổi trưa về không ạ? Trung ủ khuế lại ma? Trung ủ khuế lại ma? Không về, phải đem cơm trưa. Bù khuế lại, yào tài ủ phản. Bù khuế lại, yào tài ủ phản. Lúc nào về ạ? Sớm mất sở hữu khuế lại. Sớm mất sở hữu khuế lại. 4 giờ chiều. Xa hủ 4 điểm. Xa hủ 4 điểm. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Táo, quýt. Pín quả, chúy dự. Xin hãy đếm thử xem, xin hãy đếm một chút. Chính sủ y sủ. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Cái đen. Khơi đỡ. Đồ dùng hàng ngày. Rư dụng phẩm. Gần đây vừa khai giảng. Tuy nhiên căng khai xuế. Bệnh viện. Y viện. Mượn sách. Chia su. Hoặc là làm luyện tập. Hoặc là làm luyện tập. Công viên. Công viên. Lái xe đi cũng được, ở đây chỉ xe đạp, xe máy. Chí chơ chù yề xíng. Nhân viên phục vụ. Phú ủ yuán. Đi du lịch. Chù lùi xíng. Làm một việc. Bàn yí chiên sì. Nhân viên bán hàng. Sầu hộ yuán. Năm sau, năm tới. Mình nén. Năm nay bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chi nén tua tả. Tuổi chó, tuổi cậu. Sú cậu. Nhất định đi. Chắc chắn đi. Ý định chỉ. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. Mỗi thiên giáo sáng 6 điểm bàn chỉ chóng.
8 giờ kém 10 đi đến phòng học. 差10分8点去教室. Đi xa sân thể thao rèn luyện thân thể. 去操场锻炼身体. Ăn cơm tối. 吃晚饭. Sau đó xem một chút TV. 然后看看电视. 11 giờ ngủ. 11点睡觉. Các em học sinh. 同学们. Giáo viên năm nhất. 一年级的老师. Sơn bản đi leo núi. Sơn bản đi leo núi. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵn trưa. Cần đem cơm trưa, phải đem cơm trưa. Yào đài ủ phản. 7 giờ 1 khắc đúng giờ xuất phát. 7 giờ 1 khắc chuẩn时出发.